Cùng xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Lung Minh của tôi nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hồi nãy giờ gia đình mình cứ đi kéo tép nhưng mà kéo không chín này. Bây giờ tới kéo cá. Cái này là này là giống như mà cái phương án cuối cùng vậy đó. Trời. Dạ. Chuyển tới rồi. Ở cả nhà. Định đi kéo kiếm mớ tép nhưng mà tép chưa có dính được có mấy con nên đổi phương án thứ hai. Cũng lỡ cỡ rồi, cũng chiều rồi nên kiếm phải kiếm cá, kiếm mồi đồ ăn cơm lại ngay rồi. Và chỉ có là vô trong đề yên tư là mới có cá liền thôi chứ. Rồi khổ chưa nghe động động không? Cái gì thế? Đá kéo rồi ví dụ cái brand hả? Dạ chết hay gì? Vô Ninh Thình hay gì? Ninh à. Rồi cá ta có cá ta, cá ta có dạy. Dạy nó đừng có lên. Tại vì cá này của Duyên Tư á là cá lớn lớn không nha cả nhà, đủ loại cá luôn. Cá đồng nè, rồi cá cha. Quá trời lên tim rồi. Thôi lên tim dữ rồi. Đây dính ra, đây dính ra. Dính đầu không mà. Ra luôn rồi á. Tiếp lên. Từ từ bắt luôn đi. Ý, ý. Ý rồi, ướt máy rồi. Ôi trời ơi, con này quá bự rồi. Ừ, con này nữa. Tao dục lên mà. Xăm cho mình nè. Trời trời, nó bự hơn á. Bắt con nào. Tưởng tưởng có mập rồi. Cái này mập rồi. Rồi bắt con cá đó thảy lại đi anh hai để... Con cá này bự lắm Duyên Tư ơi. Ăn hết thì gặp á. Hay là bắt con nhỏ. Coi là coi xét coi cho bé. Xét coi. Thôi bắt con nhỏ con thôi. Con đó đi, con này thả lên đi. Không hết là con cá này. Ô con cá này giữ thả hay là cái hụt đã. Con đã đi thả. Con này dưỡng đi, bữa nào có tẹt về mình trời, nó còn nhiều con. Cái này cá cái nè, cá cái đó. Còn nhiều con dữ hơn nữa hả? Cái bỏ lại đi. Cá ơi, cái còn dữ hơn. Nó gần gần mượn cá này vừa nuôi. Các bạn nó cho mình lộn mèo nữa rồi. Con này chắc cả 4kg à. Rồi ra 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 ra. Dạ. Con này tầm 4kg anh nhìn tôi. Bị chặt gai rồi. Có rồi. Cá là đó vậy, không có cá nào bẻ gai. Nó bự quá, nó cái gai nó gì đó. Nhẹ cho em nó xuống. Để bắt lại nữa. Quá bự luôn. Ở đây đang thảo luận về công trình sắp tới. Vuốt mấy cái mắt lại không? Cột mình lựa hai cái cột bự, hai cột bự dài, còn nhiêu kia thì vừa vừa thôi. Đủ. Mấy cái cột thì đang còn ngâm ở dưới đó để ngâm vài bữa cho dễ lột cả nhà. Còn cái phần này là lột trước rồi nè. Này nãy cha lội vô cái cha lột mấy cây này cho để lên nay thì quá gió
chỉ còn thiếu mấy cái cây là chặt nữa là đầy đủ rồi đó. Rồi ít hôm nữa mình sẽ đi đúng lá. Đúng lá xong rồi lựa cái ngày nào đẹp đẹp mới khởi công. Hôm trước thì cũng có thấy nhiều cô chú bình luận hỏi sao cắt chòi xa vậy để vận chuyển. Tại cũng có cái chòi trên đây quay diện tư cũng quay chung cho gần dễ quay nè. Rồi sẵn tiện nhiều lúc quay trên đây thì không có chỗ để quay á, làm một căn chòi cũng vừa vừa chứ không có lớn lắm. Rồi cá ở đây hôm nay sẽ chiên nha cả nhà, còn cái phần đầu thì mình sẽ giữ lại. Tại chiều hôm nay là do đi kéo tép hết thu nên không có chuẩn bị được món gì khác. Có chuẩn bị được ít rau, chế đi lên sau thì có hái được ít rau với nhà. Với bụi hẹ đó có gì tư phải không? Thấy bụi hẹ tốt tốt là biết rồi. Bụi hẹ ở dưới thì nó hơi cộng hơi nhỏ. Dì tư trong hẹ nhận tốt thì hẹ với hành đó. Ở bên đó mấy bụi quá trời tốt. Dì tư thì lúc nào cũng dữ rồi. Ở ngoài này giờ gió mình sẽ che lại bớt cả nhà. Cá hôm nay thì mình sẽ chiên rồi có thêm ít cá lóc tự cha sẽ nướng ở bên kia. Giờ ở này có rau sống nhiều là mình chọn món chiên với món nướng luôn. Món này Dương Tư nói cũng thèm hổng dạ. Không tốt làm gì đâu, cũng đi ra đặt lờ đổ lộp mới có. Chứ đâu phải ngồi không mà có cá phải không? Ngồi không có cá ăn đâu. Ngồi không có cá ăn vậy ai cũng ngồi không hết rồi. Có bác á, có bác câu dễ dính lắm á. Bác hộ. Tiền bác hộ. Đâu có in được. Đó mình đâu in được đâu. Đâu có in được. Đi bằng mới có chứ không có in được. Dạ. Thì Tư hôm giờ là thất nghiệp nè. Phải không? Biết tại lúa rồi chín đâu có đi cấy đi dặm lúa gì được đâu. Tới chắc mùa, tôi đi gặt cũng đi không được luôn đó, có máy à, máy gì máy gặt đó. Giờ ai mướn thôi đâu. Giờ chỉ có vuông tôm đồ mướn thôi mà vuông tôm thì làm có một vụ à. Vuông tôm tới tháng 11 12 gì thì thường là tháng đó mới cắt. Chắc với mình đó là mướn gặt. Ở đây thì đâu còn làm nghề gì khác được không Dương Tư hả? Tới mùa cấy vuông tôm mà không biết năm nay đi nọ cấy được không, nó có giò đau đó, biết nổi không nữa, đúng không biết lội nổi không nữa. Đau chỗ đầu gối hay gì vậy? Đau đầu gối. Dạ, chút nữa giờ cũng được 4 viên tóc lá hả? Cốc lá là cá lóc đó, nó lá. Nãy tính cốc lá. Hay dữ vậy ta, con mới suy nghĩ rồi đó, nhảy không kịp. Chưa biết cái gì nữa. Cốc lá là cá lóc. Nay thì mấy món này gia đình mình cũng xương xương với chai đen nhị nè. Mình ở đây thường uống nước mắm xong cái mình rửa cái chai để cái mình xài lại chứ không có mấy chai mẫu khác. Rồi bữa nào để vòng đi kiếm được cái mấy chai cụ tây mà đẹp đẹp á xin về để làm gót rượu. Mấy cái chai nếp mới nếp thang nè ở đây thì người ta xài đám thì cũng chai đó không à. Chơi mai mốt rồi làm chai đẹp đẹp tao mới uống với chai xấu xấu rồi. Mai mốt con kiếm chai rượu tây để vô ha. Rượu tây màu này đưa vô giống rượu tây luôn. Cái màu này cũng giống rượu tây nè, nó vàng vàng nhạt nhạt. Rượu tây chứ rượu ta biết chơi chết luôn. Đây thì cũng có mấy con cá lóc. Cá lóc này cấp này mập quá mập rồi. Cá thái này mà. Cá này vừa ăn hết sức ha. Cá này ta phải ăn cá lóc mà. Cá này cũng mềm. Dạ. Ngon ghê. Đụng vô cái thịt nó là thấy mềm gõ gạch luôn á Dương Tư. Ừ. Cá này cá mềm dữ trời lắm. Dạ. Cá lóc tơ không mà. Chưa tới tháng hạn vậy cá lóc là không ngon. Nó thịt nó cứng rồi. Chắc cũng 3 tháng à. 3 tháng. Tháng được lớn đi. Cá lóc trạng này mau lớn lắm nè Dương Tư. Đủ thức ăn á. Từ bếp lên là mồi nhóc rồi. Ba cái lúa người ta cắt này nè, cua đồ nè, cá co chặt con đó. Dạ. Cá cỡ này tới cái mùa lúa sau là bự lắm rồi. Bự rồi. Dạ. 100 g.
cá này bây giờ mà lên nửa ký cá này mà mình đừng có bắt bây giờ, không bắt tới mùa cá này lên nửa ký 700-600 gram bình thường. Dạ. Nó mập quá, nó đủ thức ăn mau lớn. Cá này nằm cái dạng cái gì mà chứ không có cái cứng, chưa lột gì cái đầu tròn do luôn hay chưa? Mập, con nó mập không. Dạ. Tiếp lửa này nướng chắc cỡ 20 cá lóc không? 20 là nổi. Khúc này không nướng nữa. Loại cạo đó không, khúc trên này không có gì. Nãy nay gom cây vòng vòng cây này cây kia dục vô hết. Chịu khó gom là tí xíu một đống than ha. Cái này mà thảy nguyên con vô đây cái một. 30 giây. Cái nghẹt. Ta cũng chín được cá rất là nóng luôn á, nên mình cho hơi xa. Đáng lý ra là mình đem cái chén muối ớt qua đây, mình ngồi đây rồi mình gót rượu uống luôn á Diện Tường. Đúng rồi đó, chứ mình không cần qua bên đó đâu, mấy mồi bên đó để ăn cơm đi, mình làm này đi. Hay cái đó, cái kiến nó hay đó. mồi chín thì rượu cũng hết rồi, vừa đó. hồi nãy đi thấy lúa bên đó bị sâu bị gì nó chết lắm, cái gì mà không gặt ta, chín hết trơn mà không gặt. Ôi mà ruộng ở đây nhầm người ơi. Tùy theo ý mỗi người nữa, không đồng loạt. Bệnh rồi đầu lúa rồi bệnh tùm lum mấy cái lúa đó thấy bệnh cái. Dạ. Rồi không kịch. Chính vàng hết trơn luôn, muốn ta, gục luôn. Ta có tiền, người ta có cần thiết mình. Dạ. Hồi hôm trước thì mình cũng ăn mấy con cá lóc chứ được mấy con cá gô nữa. Mà mồi này thì nhậu rượu đế nó mới ngay. Này ốc có uống cốc à. Cái này mẹ cút cho nó mới ngon. Dẻ dẻ ra nó hết ngon. Mẹ nguyên khúc gì nó cầm như cũng không mì. Cái này cá này nó mẹ nguyên khúc đấy. Quốc cái vàng cái da cái cạo cái da cái đầu vàng như nghệ. Dạ. Nó nướng nó khét khét cái dãy gì này cậu là cái nó dừa già. Dạ. Dạ nó mới ngon. Nãy phải mình chớp lửa ngọn xíu nữa ha cho. Cho nó cháy cháy luôn. Này nó cháy cũng được mà chưa tới. Vì cá nhỏ quá, cháy quá nó khô. Dạ. Chớp lửa ngọn để cho cái da nó cháy hết. Cá tháng này thì rất là mập luôn. Nhập tươi. Lè cái lưỡi lính giữa chảo rồi. Chắc ăn luôn quá. Thôi nhập tiền được rồi. Còn cái đó cái là xong rồi đó. Vô đi. Chiều hôm nay thì gia đình mình cũng làm món xong rồi. Em xin mời cả nhà lai gái gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà lai gái. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cơm. Dùng cơm. Thôi, nhà cơm đi. Ăn buổi trước đi, ăn sau. Ăn gì dùng đấy. Duyên. Này thì quay hơi tối. Chắc hơi mờ, đi hơi chói.
được không? Thằng đại nó nhịn. Béo quá. Nó lớn rồi chưa ăn cá rô này. Mới mần bữa nay mà nhân lực. Dư leo bữa nay cắt là đúng mẫu luôn ha. Người dài dài đó. Ăn ngọt. Cá rồi chứ. Như bự bự á. Ăn ngọt giòn. Mình không còn, mình gót trong ly chứ mình đâu có gót vô cái dĩa đâu mà để hương cái dĩa được mà. Lúa phía sau này chừng nào cắt gì Tư? Có hai mấy nha. Hai mấy mới cắt được. Bữa nay 11, 12 gì hả? Gạo bằng cạn vô. Ăn chỉ cỡ hết gạo chứ không hết à. Cái lúc mình tắm rồi cái nước tương làm không ngon mà muối quá. Có muối ớt rồi sao? Cái tóc nước này muối ớt ngon. Nước tương nó thấy nó lạ lạ. Ông tính ra mồi đơn giản như đây mà nó vừa bắt cơm mà vừa bắt gụ luôn nha Yên Tư. Nhất nướng về biết gì. Nhiều cái đàn đủ hai món nhất món chị luôn à. Uống vài ly thôi chứ uống nhiều say à. Hôm nay rượu pha là keo. Nghe nặng nặng. Nãy tưởng đâu còn quay sớm. Quay hồi tối qua tao cũng hơi dễ chút. Chứ hồi nãy tao lấy cái gỗ tao ba mũi rồi quá mũi. Rồi cắt hết rồi. Đi sao ở ngoài đó thấy ba cái gốc gà nó thúi thúi á. Ừ, thúi đó là thúi nó sẵn sàng lắm. Giác này nó dị đó rồi, ổn. Dạ. Mà mình ở đây đặc sản là mũi rồi. Làm gì làm cũng không tránh khỏi. Mũi đặc sản mà. Dạ. Mấy cái đèn led nó hơi bị mờ. Bởi rồi mới dầm hồi xưa á. Ở ấy đem chậu vô đây mà cầm mũi cắn với chết chậu chân rồi cả nhà đâu. Hàng gì giờ ở đây con đâu thấy chậu nữa. Mấy người ở thành phố xuống đây nó chạy chứ gì đâu mũi cắn chậu còn chết nữa. Nó cắn chết mấy chục con. Ngày dội hết trên xuống Cà Mau rồi. Hôm nay tôi trong rừng là con đi vô với ban ngày luôn á, là con nào cũng nấy là bự bự không nó cắn là chịu không nổi luôn á. Bệnh ngoài này đỡ nè. Mà nói gì? Dạ. Trời lắm hả? Ủa rồi lúc xưa mình đi gần thì sao mình tránh mũi được Yên Tư? Cắm cầu rồi đó, hồi xưa làm gì có đường ngang không mũi như bây giờ đâu. Đi có mẹ mông. Mẹ mông đi cắm cầu rồi đi cắm tới đâu móc ngồi tới đó, có bếp bụng mà để trên cái chuồng á. Để đó mình bắt, để đó xàm bỏ luôn. Khói là hơi không là khói quá bị lâm trường bắt luôn. Đi lén à. Hồi đó bây giờ phải như bây giờ, giờ mà xếp beo đồ này kia đồ xếp đồ vô. Dạ. Giờ có thuốc tránh mũi đồ này kia đủ thứ hết.
không có hút nữa, chứ đừng có hút sức mũi. Mà xưa độc làm gì có nữa. Thôi cha non đừng thái cha già. Không biết hút thuốc lại là có em già trên lúc hút. Em già cũng nói thôi cha non đừng thái cha già. Mắc lắm hả? Nó cũng buồn khó lắm, đi xa lắm. Ừ, ở dưới cái bàn mà lên tới trên này nè, tôi Khánh Lâm mới có tiệm bán ở đó, ba dưới đó chị mong lên này mua nè. Ui, thì mua được cái đây nè, đây nè, đây nè, ba thì thôi chứ đây, không được đây nè, mua bỏ quên lại bán nữa đi cũng bắt đi. Lộn bộ đi lên lấy nè. Giờ thời buổi giờ lỗi bộ còn đường lộ đồ này kia chứ chưa lỗi bộ rồi sao trời. Thù quá chứ lỗi bộ bự bà ngoại rồi, tới đây là 6-7 cái số rồi còn thêm nữa. Dạ, đường bịch thù mà bây giờ cái đường này, cái đường này đây ra ngoài lộ xe có 500 thước mà đi là chị Tư mày, chị Tư mày bây giờ đi là bắt tao cổng không á. Chưa lỗi cỡ đó mà giờ bắt tao cổng không cổng không chưa chịu không. Biết trời quải luôn. Rồi đó mặt cũng nó cẩm chứ không nhớ ốm. Vô không Tư? Vô à? Con bệnh cộng chúng ta bỏng. Vô cẩm mà mặt ra cháu. Vì Tư có để Duyên Tư cổng không mà nghe Tư nói thì Tư nín thinh vậy? Không có nổi đâu mà cổng. Ông nói chứ không phải chứ. Gì mà Duyên Tư nói đây ra ngoài kia, Duyên Tư giác lần hai bao lúa ra. Chứ điền bao là nó không đều. Điền bao là không đều. Vì nãy giờ con tin tính đâu thiệt không? Họ hổm tin mày đi hỏi mà gì Tư kia mày coi. Có nè. Đó là tối nay chắc Duyên Tư chắc không được vô nhà ngủ đó. Trời chưa có Duyên Tư rồi. Trời ơi, thấy tao vậy chứ mày biết tính Duyên Tư mày chứ đâu phải như thế đâu. Tao mà giận Duyên Tư mày tao nổi con nổi đẳng chứ. Không phải là... Bây giờ đưa nhéo vậy. Ăn cơm mà hỏi, ăn cơm mà nước mắm mà có không đủ ăn là hỏi chứ nước mắm hầm chưa, mà hầm rồi kêu bưng ra nó ba lại nó không bưng ta nó kêu đi vô lấy nó mắc kẹt mà công chuyện chổng rồi đi vô lấy. Lấy rồi giọng thứ buổi bữa nó bỏ đầu ô ô. Cục cục cái nữa. Hỏi ra hỏi nhau mà cái đầu cổ u dữ lên lấy đủ giận vợ là gì đó. Cái lần giận này nó nổi lên à. Giận vợ là ủi vô nổi lần nói là phải 11 con rầm thiệt. Không phải giận gì Tư, gì Tư mắc năn nỉ không ạ. Vợ chồng gầy lộc bỏ đi về, chồng đi năn nỉ tù Tư trở về mà. Không phải gì à, không ăn nghĩ lấy gì gì à. Trời luôn. Cá giò này cái da nó cũng dai ha. Chiên nó dai hơn nóng, nó canh kho. Nói cắp còn dai nữa. Cái da nó teo lại không? Không mấy mai mình bắt cá giò mình tái ăn Tư ơi. Trời trời à. Hồi đó thì chưa ăn. Con đó lạ đó. Nó bắt cá giò bằng nấu da cày à. Đồ lăng á. Dạ. Nó sẽ để con đó mai làm luôn được ơi. Đó, mới ăn đây rồi nạt ngon ngán mày biết. Cả 1 tháng nữa mới ăn nổi. Cái này cũng chắc lỗi rồi mình nấu giống bình thường.
nấu ngon quá mẹ ơi, nấu rồi ngon, nó bỏ được, nó bỏ được phẩm rồi luôn, ngon như trời lắm. Dạ. Cá cỡ 3-4 kg nấu chắc ngon không được. À, lúc đó thịt cá nó nhiều mà nấu. Thường cá tai tượng lớn lớn cũng xào lăn cũng được nữa đó Yên Tư. Được không? Được. Cá của người ta được chứ cá tai lăn cá không được không? Dễ gì? Xào lăn ăn thử cũng ngon á. Đúng không? Ừ. Có tắt lên ăn lấy gì không? Được tắt rồi á. Được không được? Bắt được á. Không được, vậy chịu không bắt, bắt sợ không to bắt á, bắt cái một. Vô gãy nó ăn nổi lên á. Bỏ miếng mồi xuống cái bờ cái ốc rồi chào bác rồi kéo lên lượm. Giờ mình lượm ly nó lên kia vô theo mồi á, theo mồi vô ba vô kéo bắt đầu mà mới bên hết là tao uống rồi đâu, còn đắt cái nữa. Ừ. Không uống rồi xong cái ta để nó uống qua nhau. Cái ta kéo qua cái ta nhai rồi lại liền. Đỡ tao mới ngồi. Này gió tốt quá ha. Ngừng gió là cả mưa. Dạ. Thấy bữa nay mày cũng bọn rồi đó. Ngừng gió là gió cái là mưa là tối đó. Lúa cắt chưa được mà báo nữa mà. Sợ sập đó Nhân Tư. Mưa quá sập với cắt không được. Ra năm nay mấy lần mình trước mình trồng một rau, cái năm nay mình chờ trồng 8-9 bao là bằng mấy năm trước mình trồng một rau, mấy năm trước mình có 5 ngàn mà một bữa nay đây là cái gì của nhà. Giá năm nay xuống mà xuống quá đi, giờ còn năm ngoái mới bắt mới giữ lúc lỡ thôi. Dạ có ghê là cũng nhiều quá ghê mấy hôm trước rồi cũng chịu mấy ngày hôm nay còn có cầm hôm qua kia con mua còn đâu 13-14 ngàn vậy, 3-600 á, ý 12 hả ba, 12 thêm 14 là mình mua lẻ. Dạ lẻ, mua lẻ 200 mấy. Bởi vậy phụ trăm mà phải bằng 100. Anh ấy chấm rồi.